Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái cầu để cho chim đứng. Mình sẽ dùng cây ra một cái cành cây. Đây là cây cột chim đứng được cầu nhé. Ngày mẹ bắt cái đầu tiên cái đế. Không bao giờ. Các bạn hãy
chim bổi mới bắt ở ngoài cho nên là nó nhát. Hai bữa nó bắt đầu là nó quen là nó sẽ đậu lên, nó